thuyền to thì sóng lớn. Với vị thế hàng đầu thị trường trong thị trường âm nhạc quốc tế, những sóng gió mà Blackpink và BTS đối diện cũng dữ dội gấp bội. Thật tình cờ mà cũng thật bất ngờ, cả hai nhóm nhạc toàn cầu đến từ Hàn Quốc đều bị réo tên ở hai scandal lớn nhất ở cùng một thời điểm. Đáng nói, mọi thị phi chẳng phải tự nhiên ở trên trời rơi xuống, mà nguồn cơn lại chính từ thành viên nhóm. Jennie, một trong bốn thành viên của nhóm nhạc nữ K-pop Blackpink, không chỉ sở hữu giọng hát ấn tượng, vũ đạo cuốn hút, Jennie còn thu hút mọi ánh nhìn bởi phong cách thời trang cá tính, thời thượng và đẳng cấp. Nữ ca sĩ kiêm rapper thường xuyên xuất hiện trên các tiêu đề báo chí với gu thời trang hoàn hảo. Đặc biệt, khi dẫn đầu các tour diễn vòng quanh thế giới cùng các thành viên Blackpink, Jennie thu hút và luôn biết cách làm hài lòng người hâm mộ, dù là ở những buổi biểu diễn hoành tráng hay những khoảnh khắc đời thường. Thế nhưng, một hình ảnh tiêu cực thôi có lẽ cũng là đủ để khiến tất cả sự nghiệp bị ảnh hưởng. Nghệ sĩ được gọi là ngoại lệ của K-pop đã và đang gặp khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp với hình ảnh hút thuốc trong phòng kín. Đáng nói, những hình ảnh này lại bị chính cô làm rò rỉ. Chỉ với 3 giây thoáng qua trong vlog chia sẻ hành trình công tác tại Ý, Jennie đã nhanh chóng bị công chúng soi ra hành động hút thuốc lá điện tử trong khi đang làm tóc và trang điểm, phả khói trước mặt nhiều nhân viên. Ngay khi video được đăng tải, thành viên của Blackpink phải hứng chịu chỉ trích của công chúng. Và chúng ta cũng biết rồi đấy, Trung Quốc là xứ tỷ dân thì mức độ lan tỏa của mạng xã hội sẽ đáng sợ như thế nào. Và thế là một làn sóng tranh cãi được bùng lên từ xứ Trung. Thậm chí, một người dùng mạng còn khiếu nại lên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Italia, yêu cầu họ điều tra vụ việc Jennie sử dụng thuốc lá điện tử trong nhà và phạt nữ thần tượng thật nặng. Trước sức ép của công chúng, ngày 9 tháng 7, công ty quản lý của Jennie đã phải lên tiếng về vụ việc. Nữ thần tượng thừa nhận việc sử dụng thuốc lá điện tử trước mặt nhân viên và gửi lời xin lỗi tất cả mọi người. Đại diện của công ty chia sẻ, "Chúng tôi chân thành xin lỗi những ai cảm thấy khó chịu với hành vi của Jennie trong nội dung được phát hành vào ngày 2 tháng 7. Jennie đã hút thuốc trong nhà và trước mặt các nhân viên khác. Cô ấy đang suy ngẫm về những tổn hại bản thân gây ra cho mọi người. Jennie đã trực tiếp liên hệ với các nhân viên có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó và xin lỗi." Bên cạnh đó, đại diện của Jennie cũng hứa sẽ đền đáp người hâm mộ bằng những hình ảnh tích cực, trưởng thành hơn trong tương lai. Thế nhưng, lời xin lỗi hay hứa hẹn đó chẳng thể dập tắt được cơn bão phẫn nộ cuộn trào trong dư luận. Nhiều tờ báo của Hàn Quốc cũng công khai chỉ trích Jennie và cho rằng hành động phả khói thuốc vào mặt người khác của cô là lạm quyền, thể hiện thái độ kiêu ngạo, thiếu tôn trọng người khác. Theo đạo luật nâng cao sức khỏe quốc gia Hàn Quốc, các tòa nhà văn phòng, nhà máy và tòa nhà hỗn hợp có tổng diện tích sàn từ 1.000m2 trở lên được chỉ định là khu vực cấm hút thuốc. Nếu hút thuốc trong nhà ở khu vực cấm, người vi phạm sẽ phải chịu số tiền phạt 100.000 won, khoảng 1,8 triệu đồng. Theo luật của Italy, việc hút thuốc lá điện tử trong không gian nhỏ cũng có thể bị xử phạt. Ngoài việc phải chịu hình phạt theo quy định luật pháp, Jennie phải chịu hình phạt lớn nhất là sự quay lưng của người hâm mộ. Đáng nói thì đây không phải là đầu tiên Jennie vướng nghi vấn sử dụng thuốc lá điện tử. Năm 2022, một bài đăng trên nền tảng X đã chia sẻ thông tin Jennie sử dụng thuốc lá tại lễ hội âm nhạc Coachella tại Mỹ. Trong khoảnh khắc được ghi lại, Jennie và The Weeknd đang nhảy và có làn khói xuất hiện. Điều này khiến cư dân mạng nghi ngờ Jennie có hút thuốc lá. Dẫu vậy, vụ việc nhanh chóng rơi vào quên lãng khi một số người hâm mộ lên tiếng bênh vực Jennie và khẳng định những nghi vấn là vô căn cứ. Năm 2023, Jennie cũng từng là tâm điểm của truyền thông xứ Hàn khi hình ảnh của cô trong bộ phim truyền hình gây tranh cãi The Idol được phát sóng trên kênh HBO. Theo đó, phim bị chỉ trích ngập cảnh giường chiếu, khỏa thân trong khi nội dung lại không hấp dẫn. Đặc biệt, những phân cảnh của Jennie trong phim chỉ là những màn vũ đạo gợi cảm cùng với những câu thoại gợi dục. Ngoài ra, Jennie cũng là nữ thần tượng vướng tin đồn tình cảm nhiều nhất nhóm. Cô từng vướng tin hẹn hò với G-Dragon vì nhóm BTS. Việc hẹn hò trong một nhóm nhạc thần tượng được xem là cấm kỵ bởi chuyện tình cảm có thể ảnh hưởng tới hoạt động chung của nhóm, tình cảm của người hâm mộ dành cho thần tượng. Giữa làn sóng chỉ trích thời gian qua, Jennie rút lui hoàn toàn khỏi mạng xã hội, cô âm thầm tập trung làm nhạc tại Mỹ. Đa số, Jennie chỉ update hoạt động qua story Instagram. Bài đăng mới nhất của Jennie chính là hình ảnh cùng các chị em vào đúng kỷ niệm thành lập Blackpink. Gần đây, Jennie thả nhiều hint cho màn comeback solo đầu tiên kể từ khi rời YG. Album đầu tay của nữ rapper Blackpink khiến fan nhạc mong đợi. Dẫu vậy, Jennie vẫn bị réo tên đều đặn cùng vụ hút thuốc và phản ứng của dư luận dành cho cô vẫn chưa dịu đi dù ồn ào đã trôi qua một thời gian. Không lâu sau khi Jennie vướng scandal hút thuốc, Suga của BTS là cái tên tiếp theo bị réo tên liên tục trong dư luận với hành vi say rượu lái xe.
Sáng ngày 7 tháng 8, cảnh sát Hàn Quốc cho biết main rapper nhà BTS bị điều tra vì say rượu khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Đáng nói, vụ việc nổ ra ở thời điểm Suga đang tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khác với các thành viên đang tại ngũ, Suga đảm nhận vai trò phục vụ công tác xã hội và khi đó đang có thời gian nghỉ cuối tuần như công dân bình thường. Ngay sau khi tranh cãi nổ ra, Suga và Big Hit Music đều lên tiếng xác nhận vụ việc, đồng thời nhận khuyết điểm và gửi lời xin lỗi đến công chúng. Tuy nhiên, bài đăng từ Big Hit chẳng thể xoa dịu mà lại gây ra một tranh cãi bởi một chi tiết khác, đó chính là phương tiện Suga điều khiển, cụ thể ở đây là xe điện scooter. Mặt khác, cảnh sát Hàn Quốc cũng phải thông báo đang điều tra làm rõ. Ngày 9 tháng 8, cảnh sát đã xác nhận Suga bị điều tra hình sự vì tội say rượu, điều khiển phương tiện giao thông, nồng độ cồn lên đến 0,227%, cao gấp nhiều lần so với quy định. Với kết luận này, tính chất nghiêm trọng trong vụ việc của Suga càng bị thổi phồng lên. Lý do là bởi công chúng Hàn vốn nhạy cảm với những nghệ sĩ uống rượu lái xe. Chưa kể, Suga còn đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự vụ tiêu cực này sẽ ít nhiều hủy hoại hình ảnh quân nhân tận tụy mà BTS đang gây ấn tượng bao nhiêu lâu nay. Khi vụ việc Suga say rượu lái xe vẫn đang gây xôn xao dư luận, mới đây một đơn khiếu nại đã xuất hiện yêu cầu điều tra việc Suga lơ là nghĩa vụ trong thời gian thực hiện phục vụ cộng đồng, kèm theo bằng chứng cho thấy nam idol không nghiêm túc trong công việc. Một nhân viên dịch vụ cộng đồng đã chia sẻ rằng khi cùng tham gia khóa huấn luyện cơ bản với Suga vào tháng 11 năm ngoái, mặc dù là trưởng nhóm nhưng Suga không thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc. Suốt 4 ngày 5 đêm của khóa huấn luyện, Suga không tham gia vào các buổi học, thầy giáo cảm thấy tình hình quá nghiêm trọng nên đã cảnh báo, nhưng Suga chỉ ngồi gật đầu rồi lại tiếp tục ngủ sau khi nhìn vào điện thoại. Người này còn cho biết hành động của Suga đã khiến tỷ lệ tham gia của đội bị xếp hạng thấp nhất và cảm giác như đang nhìn thấy một học sinh nghịch ngợm trong lớp học. Và thế là anh ba nhà BTS đối diện với làn sóng chỉ trích, thậm chí là tẩy chay. Từng được vinh danh như niềm tự hào của Hàn Quốc, Suga giờ đây bị nhiều khán giả yêu cầu rời BTS, mạng xã hội ngập tràn lời chê bai, chỉ trích ý thức của ngôi sao toàn cầu. Có thể nói trong hơn 11 năm hoạt động, scandal của Suga là lớn nhất, không chỉ với bản thân nam nghệ sĩ mà với danh tiếng nhóm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. BTS chỉ còn chưa đầy một năm là xong quãng nghỉ, chuẩn bị cho màn tái hợp sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thế mà giờ đây, scandal dính đến pháp luật khiến công chúng càng trở nên ác cảm, đặc biệt là khi BTS đang vướng giữa màn tranh chấp quyền lực HYBE Min Hyejin. Những tháng qua, nhóm đã gặp vô vàn điều tiếng liên quan đến đạo nhái, gian lận thành tích khiến hình tượng chạm đáy. Cú sốc sau scandal của Suga càng khiến tình hình trở nên tối tăm hơn. Mới đây, BTS và Blackpink bất ngờ có tên trong danh sách những ngôi sao bị kêu gọi tẩy chay trong phong trào Blockout 2024, phản đối người nổi tiếng thờ ơ với nạn diệt chủng. Phong trào Blockout 2024 được khởi xướng bởi một số người sáng tạo nội dung TikTok và nhanh chóng phát triển với tốc độ chóng mặt. Sau Met Gala, phong trào càng trở nên rầm rộ, bổ sung thêm vào danh sách đen những ngôi sao tham gia sự kiện. Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT One có chia sẻ video ghi lại số lượng người theo dõi tài khoản cá nhân của những người nổi tiếng đang giảm dần trong thực tế. Dẫu vậy, các ý kiến bênh vực BTS nhanh chóng bị bác bỏ. Không ít người tuyên bố nhập ngũ không ảnh hưởng đến việc đưa ra phát ngôn. Họ cũng chỉ trích HYBE, công ty quản lý BTS vì từ chối đại diện cho các chàng trai trong lúc họ vắng mặt. Đáng nói trong quá khứ, tập đoàn giải trí Hàn Quốc từng bị chỉ trích dữ dội. Đúng là thật khó để đưa ra lời phản biện nào vì nghệ sĩ tự làm, tự chịu trách nhiệm. Trong thời gian này, người hâm mộ yêu quý Jennie, Suga, Blackpink hay BTS có lẽ chẳng thể đứng lên mà tuyên bố bênh thần tượng của mình. Thay vào đó, chỉ có thể âm thầm ở bên thần tượng. Hiện tại còn quá sớm để kết luận bất kỳ điều gì. Hãy cùng chờ xem hai thần tượng và hai nhóm nhạc toàn cầu sẽ làm gì để vực dậy hình ảnh của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video thú vị tiếp theo trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân Podcast.